Địa chỉ giờ mẫu này thì tìm các bạn ấn nút mốt. Ấn nút mốt, đây là chế độ để chuyển chế độ, thì đây là chế độ hẹn giờ, báo thức. Đây chế độ bấm giờ. Đây là chế độ chỉnh giờ này. Phần dây nhấp nháy. Thì cái chế độ này thì các bạn dùng nút này dưới bên phải để chuyển giữa các phần điều chỉnh. Đó. Đây là giờ và phút. Chuyển tiếp. Đó. Đây là ngày và tháng. Đây là thứ. Đây là giờ đang nhấp nháy, chúng ta chỉnh giờ nhé. Chúng ta ấn nút trên này. 8, 9. Chỉnh xong thì chúng ta ấn nút mốt về chế độ hiển thị. Còn chỉnh kim thì đơn giản, rút phần này ra, xoay, ấn lại là xong.